Đây, hai viên. Ô, chạy, 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 chạy. Nó bị bắn đầu ra mất máu rồi. Nha. Yeah.
các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh Cool Lady TV nha. Bạn hãy bấm game xe tăng này về bắn đi, rất là hay, rất là vui nhộn. Nha. Thắng. Yeah.
rồi, mà khoáng luôn nha các bạn. À, từ từ mình nâng cấp cái, cho mình mạnh một tí xíu đã. Mỗi ngày để mình lĩnh chip xì để mình nâng cấp. Để của tôi vũ khí nè, xong rồi vũ khí mới một ngang quang lớn. Ồ, vũ khí xịn chưa. À mà mình lập nhóm ok, mà lập nhóm Panet và Antonio của Lị đó, Antonio. Chuẩn bị. Rồi vào game thôi. Chạy hả? Chạy hả?
cu lì TV nha. Wow, sang cu lì đã quá. Bây giờ mình xem coi, không biết ở xe tăng được không. Nhà để xe nè, mà để xe được luôn. Xe bự quá. Mua bao nhiêu tiền đây? Không bao nhiêu tiền. À, nó là nhận theo tốc độ. Thật nhân ngư. 2007 về là tinh thần samurai. Những lễ ba là kẻ độc tài. Wow, xe bự thiệt. Ti ba máy khu mặt Bakuda sao chổi. Quá trời xe luôn, xe đẹp, xe xịn không. Wow, xe thì xe 10.000 tiền nè. Xe 10.000 tiền, các bạn nhìn xe 10.000 tiền nè. Wow, đẹp hả. Hay nữa. Còn xe robot thế nào. Wow, xe tăng robot nâng cấp đã chưa. 10.000 tiền, mà anh bởi nào mới đủ. Tiếp theo là xe điều trị, là xe hòa máu. Đây là một chiếc xe robot nè.